năm rồi mới trở lại. Hè mới đi thôi mà. Rồi, điểm du lịch nè, suối. Đó, đoàn tham quan ha. Đi tới khe suối nè. Suối đẹp rồi. Bé nó cảm hình lên cho bơi đứng cái này đi con. Sao nữa rồi ba? Nó hâm kìa. Kêu đứng cái này chụp cho nó cái. Mà nó hâm. Cái này đứng chỗ con sư tử. Bé cởi rồi chụp cho bé. Nè, không có đi đây. Chụp cho ông Việt đẹp đó nè. Ừ. Bỏ đâu? Bỏ ở đây đâu. Bỏ là anh đi với chị Bo ăn. Có ta nó thành địa điểm du lịch rồi. À. Điều la ha. Có đâu không? Mường đi đâu? Mường đi đâu chả biết luôn.